Ngày diễn ra tiên tri yến, ở phía trên bầu trời bán long đồ xuất hiện mấy chục tòa cung điện màu trắng. Ở đó chính là hội trường của tiên tri yến. Cùng lúc đó, các cửa truyền tống lớn nhỏ đều ở trên đường của bàn long đồ, chỉ cần xuyên qua cửa truyền tống này thì có thể đến hội trường. Yến nhỏ trăm năm lần này không có bất kỳ yêu cầu về tu vi, thậm chí là người phàm cũng có thể tham gia. Ở đây chính là hội trường chính của tiên tri yến hay sao? Đúng là biển người rộng lớn, một người có chứng sợ giao tiếp xã hội như ta có cảm giác run rẩy cả lên rồi. Anh Hùng, ngươi có hơi khiêm tốn rồi đúng không? Ngươi rõ ràng là một tên giao tiếp xã hội rất là lợi hại mà. Nhưng mà vừa nãy khi xuyên qua cửa truyền tống kia, các ngươi có cảm nhận được một chút gì khác thường hay không? Nói một cách đơn giản, chúng ta đã bị đánh dấu rồi. Tính bí mật của loại ký hiệu này rất cao. Tính bí mật của loại ký hiệu này rất cao. Ngoại trừ thiên tôn ra, những người khác căn bản là không phát hiện ra được. Xem ra tiên tri yến lần này không đơn giản. Kỳ nạ, ba người chúng ta rõ ràng cùng nhau đi vào, tại sao ký hiệu của chúng ta lại không giống với mộc tử? Ban đầu ta đến ninh cảnh là theo cách chuyển sinh của phụ thi, vì vậy nói một cách nghiêm khắc, ta cũng được xem là tu sĩ của linh cảnh. Nhưng mộc tử thì khác, cô ấy là tu sĩ của trái đất hàng thật. Ký hiệu này không lẽ dùng để phân biệt tu sĩ hạ giới và tu sĩ địa phương hay sao? Nếu là như vậy, tên khốn kiếp Linh Ngọc kia sợ rằng đang muốn gây chuyện. Vì nhì, con ngó đông ngó tây làm gì vậy? Cũng không phải là lần đầu tiên con tham gia tiên tri yến. Nhưng sao giống như bộ dạng chưa trải sự đời như vậy? Chà, ai quan tâm đến tiên tri yến? Con đang tìm Trần Đại Ca, khắp nơi đều không nhìn thấy hình bóng của huynh ấy đâu. Trần Đại Ca không lẽ là không tới đấy chứ? Vì nhì, có phải con bị ngốc hay không? Tiểu tử đó nhất định là giống với chúng ta, đều đã thay đổi hình dạng rồi. Trần Ngọc Phong nhất định là sẽ không ngờ lão phu cũng sẽ đến tham gia tiên tri yến. Trận chiến đấu giữa thiên tôn này, ta sẽ trở thành người thắng lớn nhất. Đợi sau khi xong mọi chuyện rồi, bổn tôn sẽ cưới thêm mấy cô vợ, triệt để thoát khỏi sự khống chế của lão thái bà kia. Đúng là tình hình từ trước đến nay chưa từng thấy. Chào mừng, yến nhỏ trăm năm này đã thăng yến lớn ngàn năm trong lịch sử rồi đấy. Là Linh Ngọc quốc sư. Quốc sư đã xuất hiện với hình dạng thật, cái này rất hiếm thấy đấy. Có thể cho thấy tính quan trọng của buổi tiệc lần này. Bộ mặt thật của Linh Ngọc Thiên Tôn, đây cũng là lần đầu tiên mà ta nhìn thấy. Tiên tri yến lần này đối với bổn tôn có ý nghĩa không tầm thường, đương nhiên phải dùng bộ mặt thật để gặp mọi người. Linh Ngọc Thiên Tôn, độ kiếp hậu kỳ. Bên trái của Linh Ngọc Thiên Tôn là Cuồng Thú Thiên Tôn và Ngụy Bí Thiên Tôn, mà tên bên phải này là Tuyệt Kiếm Thiên Tôn và Bạch Thiên Đế. Còn có một người đi đường không biết tên, hắn có thân phận gì, sao có tư cách đứng cùng với các đại não? Giới thiệu với các vị một chút, vị này là đệ tử thân truyền mà bổn tôn mới nhận, Từ Thiên Minh của tộc Tinh Ngấn. Tộc Tinh Ngấn, đó không phải là gia tộc của Tinh Ngấn Thiên Tôn hay sao? Sau khi Tư Thiên Tinh liên hợp với Lý Huyền Tử phản bội con người, là sự sỉ nhục cổ linh cảnh, quốc sư tại sao lại phải thu nhận nhân tộc làm đồ đệ của cô ta chứ? Tư Thiên Minh khác với những nhân tộc kia, sau khi biết được hành động ác của Tinh Ngấn Thiên Tôn, hắn đã chủ động lương nhờ vào bổn tôn và đem vị trí của đại bản doanh tộc Tinh Ngấn nói ra. Hắn không nể tình nghĩa cung tộc mà lựa chọn cải tà quy chính. Tinh thần này đáng để tất cả mọi người học tập. Mà tiên tri yến lần này, bổn tôn sẽ bắt toàn bộ tộc Tinh Ngấn sẽ đều phải xử chết. Món nợ mà Tinh Ngấn Thiên Tôn làm điều ác, hãy dùng mạng của cô ta để trả. Làm tốt lắm, làm tốt lắm, làm tốt lắm. Gia tộc tà ác như vậy thì nên biến mất khỏi thế giới này. Nữ nhân đê tiện Tinh Ngấn Thiên Tôn cũng không thể thoát nổi. Đợi bắt được cô ta nhất định là phải giày vò cô ta. Dâm phụ của Lý Huyền Tử nhất định là phải chết. Phim hay, giết chết tộc Tinh Ngấn chúng ta hãy đặt ở phía sau. Tiếp theo, do Bạch Thiên Đế công bố pháp lệnh đế quốc, nội dung ở bên trong đó có lẽ sẽ khiến cho 10 vạn tu sĩ hạ giới ở đây cảm thấy hứng thú. Bệ hạ, mời. Cái gì đến cũng sẽ đến thôi. Tất cả con dân của đế quốc Đại Cương nghe lệnh. Lý Huyền Tử làm điều ác, thả Chu Hiếm quay về đại lục yêu thú, gây ra nguy cơ khiến cho nhân tộc bị diệt tộc. Bắt đầu từ hôm nay,
Đế quốc Đại Cương chính là chính thức tiên chiến với tu sĩ hạ giới, kế hoạch 15 tiêu diệt tất cả tu sĩ hạ giới. Vì để ngăn chặn Ninh Cảnh xuất hiện Lý Huyền Tử thứ hai, đế quốc ban bố pháp lệnh đặc biệt. Sau khi tham gia tiệc, người nào thề trung thành với đế quốc Đại Cương có thể được miễn đặc xá. Kế hoạch 15 tiêu diệt tất cả tu sĩ hạ giới, Ninh Cảnh lớn như vậy, chuyện này có lẽ là không làm được đâu. Cho dù vận động tất cả tu sĩ toàn quốc phát động trận chiến tổng thể, cũng không thể nào trong vòng 15 mà tìm ra tất cả tu sĩ hạ giới được. Nếu như đến lúc đó không hoàn thành được mục tiêu, không phải là sẽ trở thành trò cười trong thiên hạ hay sao? Bổn tôn nói được thì làm được. Ra ngoài đi, Đại Hồng Nguyện Kiếm. Thanh kiếm này bị sao vậy? Trên kiếm còn có hơi thở không thể nào tưởng tượng được. Đây là binh khí đặc thù mà bổn tôn dùng Đại Hồng Nguyện đào tạo pháp để luyện chế ra. Chỉ cần người chế tạo có ý nguyện vĩ đại đối với kiếm phôi thì có thể có được tính chất đặc thù này. Đặc tính của thanh kiếm này là có thể tự động truy sát tu sĩ hạ giới trong phạm vi linh cảnh. Vì thế giảm thấp độ khó chế tạo, chỉ có giới hạn tu vi dưới đại thừa. Bởi vì ý chí vĩ đại của bổn tôn đã đặt ra vẫn chưa hoàn thành, thanh kiếm này đang duy trì ở hình thái kiếm phôi. Muốn để cho thanh kiếm này sở hữu đặc tính, cần sự giúp đỡ của mọi người. Thơm, chúng ta sao may mắn mà giúp được thiên tôn cơ chứ? Quốc sư, ngài cứ nói đi, chúng ta cho dù có chết cũng không từ chối. Nguy rồi. Ý chí vĩ đại của bổn tôn chính là dùng 10 vạn hồn phách của tu sĩ hạ giới để tế kiếm, để nó triệt để ghi nhớ lại hơi thở của tu sĩ hạ giới. Hôm nay hoàn thành tế kiếm, Đại Hồng Nguyện Kiếm sẽ xuất thế mang đặc tính.